Mọi người ơi, hôm nay là ngày cuối cùng mà tụi mình làm việc chung với nhau nè. Thật ra lúc quay video này tụi mình vẫn chưa hề biết sắp phải chia tay nhau đâu. Vẫn như mọi ngày, tụi mình thì hẹn hò ăn uống các kiểu, mục đích là tìm những quán ăn ngon để review cho mọi người. Nói chính xác hơn thì video này đã quay hơn một tháng rồi. Và hôm đó cũng là ngày cuối cùng mà tụi Jen làm việc chung với nhau. Nhưng mà lúc đó thì Jen không thể nào edit được cái video này hết. Bốn đứa cũng đã làm việc chung với nhau 2 năm. Và khoảng thời gian đó tụi mình chơi chung với nhau thật sự rất là vui. Nói chung đứa nào cũng trái nết trái tính, không má nào chịu thua má nào đó. Nhưng mà lúc nào cũng nhường nhịn nhau để gia đình im ấm đó mọi người. Jen biết là cái tính của Jen cũng cà giật cà hãy lắm, cho nên tụi này mà chơi với Jen cũng phải gọi là chịu đựng đó. Nhưng mà trước ngày hôm đó thì tụi mình cũng thấy xui xui có điềm đó, nên quyết định coi ngày đi mua vàng cho nó hên. Và hôm nay là ngày hên đó mọi người, phải đúng 1 giờ cái bon mới được đi mua vàng, cho nên tấp vô quán trà sữa đợi nè. Nhìn con cô em thú vị vui vẻ ghê, muốn bợp tai nó ghê á. Rồi nè, cũng vô mua vàng lựa lựa đồ selfie kỷ niệm các kiểu. Xong thì trong buổi chiều hôm đó tụi mình hay tin công ty phá sản luôn nè, gom đồ về nhà đó. Mà trước khi chia tay nó cũng không quên gom mớ vốn của mình nữa. Sau ngày hôm đó thì tụi mình tranh thủ đi chơi với nhau rất là nhiều, vì tụi mình cũng muốn có thật nhiều kỷ niệm với nhau. Kỷ niệm vui hay buồn gì không biết, 3 giờ sáng còn ngồi ngoài đường vì không tìm được khách sạn nè. Chuyện dài lắm, clip sau tôi kể cho nghe.